quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cà phê On Spot. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần vào khung giờ 11:30 trên trang fanpage On Spot và ứng dụng xem truyền hình VTV Cap On. Cũng đã khá lâu rồi thì Cà phê On Spot mới quay trở lại với chủ đề về bóng đá quốc tế. Và ngày hôm nay để cho hoành tráng thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề mà tôi nghĩ là nhắc đến thôi ai cũng thấy thích, đó là tiền. Vâng ạ. Và để nói về vấn đề tiền thì cụ thể hơn ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về độ giàu có của giải Ngoại hạng Anh, về EPL, về việc là họ đã vỗ chi tiền như thế nào và cái việc đó sẽ có ảnh hưởng ra sao, hệ quả như thế nào. Ngày hôm nay để nói về câu chuyện này thì chúng tôi mời đến trường quay của chúng ta một vị khách mời rất đặc biệt, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ về Kinh tế Phạm Thế Anh ạ. Vâng ạ, anh Thế Anh thì không chỉ đơn thuần là một tiến sĩ về kinh tế mà anh còn đặc biệt là có một thời gian đã học tập và làm việc tại nước Anh. Và hơn thế, đặc biệt hơn cả đó là anh cũng là một cổ động viên của Manchester United, đúng không? Một người rất là hâm mộ bóng đá và thường xuyên theo dõi các trận đấu trên rất nhiều các sân cỏ tại nước Anh. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến vâng, bình luận viên Quý Long ạ. Mà tôi nghĩ là có lẽ là không cần phải giới thiệu nhiều về bình luận viên Quý Long nữa rồi, đúng không ạ? Anh Quý Long thì đã bình luận rất là nhiều các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh và cũng sẽ chắc chắn rồi anh sẽ cung cấp cho chúng ta những cái nhìn rất là đa chiều, rất là sâu sắc về giải Ngoại hạng Anh. Và các bạn thân mến, trước khi vào phần chính thì chúng tôi xin được đưa ra câu hỏi tương tác của chương trình ngày hôm nay, đó là các bạn hãy cho biết số tiền cụ thể mà ba câu lạc bộ là Manchester United, Manchester City và Chelsea đã chi ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là bao nhiêu và chúng ta sẽ tính theo đơn vị là triệu bảng ạ. Các bạn chú ý, chúng tôi xin phép đọc lại câu hỏi một lần nữa, đó là số tiền cụ thể của ba câu lạc bộ Manchester United, Manchester City và Chelsea đã chi ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là bao nhiêu, tính theo đơn vị là triệu bảng. Và những câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất gửi về cho chúng tôi sẽ nhận được một phần quà rất đặc biệt, đó chính là một cuốn sách ạ. Vâng, tôi xin phép được giới thiệu đến các bạn cuốn sách của chúng ta ngày hôm nay. Không giống như nhiều chương trình Cà phê On Spot trước thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một cuốn sách nói về huấn luyện viên Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên mà theo Telegraph là ông là huấn luyện viên vĩ đại nhất châu Âu, đúng không ạ? Vâng, các bạn hãy nhanh tay gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ạ. Vâng. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua tại các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh đã chi đến tổng cộng là 1,4 tỷ bảng, đúng không ạ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đấy là con số vô cùng khủng khiếp. Anh Quý Long, anh đánh giá như nào về con số này ạ? Con số này là một con số là đạt đến mức kỷ lục. Tức là cái cột mốc 1,4 tỷ bảng nó là thực sự nó là một cái cột mốc khủng khiếp. Bởi vì là cái việc mà các câu lạc bộ đổ tiền mà thậm chí là càng ngày càng nhiều tiền vào cái thị trường chuyển nhượng để làm dày đội hình ấy, nó đã vượt quá cái sự tưởng tượng của rất là nhiều người. Bởi vì sao, ở trong tạm gọi là trong kinh tế ấy, nhưng cái ngành chúng ta vẫn nói là chi phí thì bỏ ra như thế, vậy thì doanh thu nó lấy từ đâu? Cho nên nhưng ở đây có một cái vấn đề là khi 1,4 tỷ bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng thì nó tạo ra một cái hiệu ứng truyền thông thực sự. Nó thực sự là khủng khiếp. Và ngay cái đầu tiên, cái gắn liền với những người làm truyền hình chúng ta nhất, đấy là cái bản quyền truyền hình của bóng đá Anh cũng đã tăng đến con số là 5,1 tỷ bảng. Quá lớn đúng không ạ? Vậy còn anh Thế Anh thì sao ạ? Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là cái số tiền chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đã gấp rưỡi so với năm ngoái. Tức là một cái sự tăng trưởng rất là nhanh, rất là đột biến. Và nguyên nhân là do đâu ạ? Tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đó là hiện nay chúng ta thấy rằng cái mùa chuyển nhượng năm nay có nghĩa cái sự gia tăng giá chuyển nhượng năm nay có lẽ nó bắt nguồn từ cái việc là cái quỹ đầu tư thể thao của Qatar giải phóng hợp đồng cho Neymar, nó tạo ra cái hiệu ứng rất là kinh khủng và người ta biết rằng các câu lạc bộ ví dụ như Barca là có tiền, do vậy ví dụ như Barca nhăm nhe mua cầu thủ nào, ví dụ Coutinho ở Liverpool là bị hét giá lên tới hơn 100 triệu bảng vẫn chưa bán, do vậy nó tạo ra cái hiệu ứng các câu lạc bộ bán với cái giá rất là cao, chào bán chào mua với giá rất là cao, và cái chi phí đấy trước sau rồi nó sẽ đẩy vào cái doanh thu, nó đẩy vào các cái doanh thu. Thì hiện nay thì câu lạc bộ Anh cái nguồn doanh thu chủ yếu của họ là kiếm từ cái bản quyền truyền hình rất là lớn.
bản quyền truyền hình rất là lớn. Thứ hai nữa là cái vé và sân vận động. Thứ ba nữa là cái mua bán cái quần áo, vâng, thi áo đấu và các hợp đồng quảng cáo khác. Tức là họ có rất là nhiều những cái nguồn thu, không chỉ là bản quyền truyền hình, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì anh Thế Anh thì đã từng có thời gian sống và học tập tại Anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái giá trị kim tiền xoay quanh giải ngoại hạng Anh EPL không ạ? Cái giải ngoại hạng Anh thì không chỉ bây giờ mà cách đây khoảng 20 năm nó đã nổi tiếng là cái nổi tiếng về cái tính thương mại của nó rồi. Với các hợp đồng tài trợ rất là khủng khiếp, không chỉ là chuyển nhượng cầu thủ mà nó còn là chuyển nó còn tài trợ áo đấu rồi quảng cáo rồi vé xem, thì tất cả những cái đó thì nó đã đứng đầu châu Âu và thế giới rồi ngay từ cách đây khoảng mấy chục năm rồi. Wow. Lúc này thì Nhung cũng đã nhận được rất là nhiều các câu trả lời của các bạn. Nhưng mà các bạn hãy chú ý là chúng tôi đưa, có nhiều bạn thì chỉ đưa ra những câu trả lời như là 260 triệu bảng này, hoặc là 533 triệu bảng, thì các bạn hãy chú ý là chúng tôi muốn các bạn đưa ra một câu trả lời cụ thể, đúng không ạ? Đó là Manchester United chi bao nhiêu, Manchester City chi bao nhiêu và Chelsea chi ra bao nhiêu tiền với đơn vị là triệu bảng. Còn nếu như mà chúng ta chỉ tính chung chung tổng cộng thôi thì câu trả lời đó sẽ không được chấp nhận ạ. Lúc này thì có thể thấy là các bạn rất là yêu thích cái món quà của chúng ta ngày hôm nay anh ạ, và đã đưa ra rất là nhiều các câu trả lời. Bạn Lê Thanh Tùng Anh có hỏi là theo anh Thế Anh và anh Long thì tiền làm nên sức mạnh hay hủy hoại giấc mơ châu Âu của các đội bóng Anh? Một câu hỏi khó, một câu hỏi có lẽ là tôi sẽ nói trước là tiền thì có thể giúp cho các đội bóng có được cái lực lượng dày dặn hơn, có được những cầu thủ chất lượng hơn, nhưng mà nó lại không phải là một cái sự đảm bảo. Đúng. Không phải là một cái sự đảm bảo, mà đôi khi là với những cầu thủ chúng ta nhìn thấy đấy, tức là Pogba chẳng hạn, anh ta có một cái giá trị chuyển nhượng gọi là kỷ lục thế giới năm ngoái, và thực ra là cái đó nó lại tạo nên một cái áp lực không hề nhỏ, khủng khiếp, khiến cho anh ta không, cho đến thời điểm này ấy, tức là xét về màn trình diễn của năm ngoái, thì nếu mà người ta yêu cầu rằng với số tiền 89 triệu bảng thì phải là một cầu thủ đá như thế nào, cống hiến như thế nào, thì rõ ràng anh ta không đáp ứng được kỳ vọng. Và một trong những vấn đề là vì giá trị chuyển nhượng to quá, nó dẫn đến việc là cái áp lực của anh ấy bên cạnh những cái khía cạnh chuyên môn, vâng, thì nó có những cái vấn đề là như tức vậy. Là tiền chỉ là một cái điều kiện cần, đúng, thôi, chưa là điều kiện đủ để đảm bảo sự thành công của các câu lạc bộ. Thôi được, bây giờ trước hết để chúng ta cứ nói về những cái khía cạnh tích cực trước đi, vì tiêu cực thì có lẽ là cũng hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà rõ ràng là việc là chuyển nhượng nhiều này với những cái giá trị rất là lớn như thế thì cũng tạo ra hiệu ứng rất là tích cực cho hình ảnh của các câu lạc bộ Anh, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết thì ví dụ như nếu mà so sánh với ngành công nghiệp điện ảnh của Hollywood, ví dụ như theo như một cái thống kê không chính thức lắm thì tôi biết là một năm thì họ sản xuất khoảng 400 phim và với phim. Đúng không, 400 bộ phim với cái chi phí lên tới là khoảng 1,2 tỷ bảng. Nhưng mà riêng tại kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tất cả câu lạc bộ Anh tính chung tổng cộng thì họ đã chi tới 1,4 tỷ bảng. Và rõ ràng đây là một cái ngành công nghiệp mà họ rất là nhiều, rất là giàu và chi tiêu rất là nhiều tiền, và cái điều đó sẽ tạo ra hình ảnh tốt cho các câu lạc bộ chưa ạ? Em nghĩ thế, thì liệu anh Thế Anh có suy nghĩ thế không ạ? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý như thế. Và cái giá trị của cái giải đấu ngoại hạng Anh nó vượt xa với cái công nghiệp điện ảnh Hollywood. Thậm chí là vượt qua cả Hollywood luôn, đúng không? Vượt qua lâu, bởi vì cái số lượng người hâm mộ bóng đá, số lượng người xem bóng đá trên toàn thế giới nó cao hơn rất nhiều, và cái tính chất của cái môn thể thao được yêu thích và nó được truyền hình trực tiếp, nó khác với bộ phim. Phim chúng ta làm thì cứ như vài tháng sau được xem, nhưng mà đây là cái tính chất xem trực tiếp, nó tạo ra cái sự hấp dẫn hơn hẳn so với điện ảnh. Do vậy cái số lượng người hâm mộ và cái số lượng cầu thủ, số lượng ngôi sao bóng đá nó nhiều hơn so với cả là các cái diễn viên. Do vậy thì tôi nghĩ nó vượt xa rất là nhiều. Anh Quý Long thì sao ạ? Tôi muốn trao đổi với anh Thế Anh ở một cái khía cạnh, đấy là cái khía cạnh về mặt giá trị thương hiệu. Tức là câu hỏi tôi muốn anh Thế Anh có thể giải đáp cho khán giả truyền hình, đấy là bỏ nhiều tiền để đầu tư, vậy cái giá trị thương hiệu nó có tỷ lệ thuận với mức tiền mà chúng ta đầu tư cho cái tạm gọi là doanh nghiệp của mình hay không? Mỗi một đội bóng cũng là một doanh nghiệp. Rất nhiều người nghĩ là bây giờ tôi cứ bỏ nhiều tiền ra thì rõ ràng sẽ nâng cái tầm giá trị hình ảnh của tôi lên. Nó có phải là tỷ lệ thuận không? Liệu có thuận không? Tôi nghĩ là tỷ lệ thuận. Tuy nhiên thì nó cái sự thành công tỷ lệ thuận ở mức độ nào thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng mà rõ ràng là một câu lạc bộ có nhiều tiền hơn, thu hút được nhiều cầu thủ giỏi về cho mình hơn, thì cái câu lạc bộ đấy hấp dẫn hơn đối với khán giả, và cái giá trị hình ảnh câu lạc bộ đấy, rồi cái giá trị thương mại câu lạc bộ đấy, nhiều doanh nghiệp sẽ muốn câu lạc bộ đấy quảng cáo cho mình hơn, và cái bản quyền truyền hình của câu lạc bộ đấy rõ ràng là tăng lên.
Lúc này thì Hồng Nhung vừa nhận được một câu hỏi rất là dí dỏm của anh Minh Hải, vlogger Minh Hải, đó là: thưa phó giáo sư, nếu như Quý Long được đưa sang EPL thì giá trị chuyển nhượng được bao nhiêu ạ? Thực ra thì tôi nghĩ là cái này nên hỏi các bạn khán giả. Các bạn khán giả ơi, các bạn nghĩ là nếu như mà anh Quý Long mà được sang EPL thì anh sẽ có giá trị chuyển nhượng là bao nhiêu ạ? Giữa khi đẩy đi không hết đi chứ. Thực ra thế này, chúng ta hãy gác câu chuyện của tôi lại một bên ạ. Tôi muốn trao đổi với anh Thế Anh về về Paris Saint-Germain, bởi vì khi chúng tôi đọc được cái thông tin chuyển nhượng của Neymar ấy, thì chủ tịch của Paris Saint-Germain ấy cũng đã nói một cái câu rằng là ngay khi mà tôi ký hợp đồng với Neymar thì cái thương hiệu của tôi nó tăng lên nửa tỷ rồi. Vậy nửa tỷ đấy là nó dựa vào những cái phân tích và những cái thống kê nào mà ông ta có thể ngay lập tức đưa ra được cái nhận định như vậy? Tức là ở đây thì nó có nhiều khía cạnh, ví dụ giá trị một câu lạc bộ tăng lên có thể là cái hợp đồng tài trợ áo đấu chẳng hạn. Sẽ có nhiều các cái doanh nghiệp họ muốn Paris Saint-Germain tài trợ áo đấu, và cái giá trị hợp đồng áo đấu nó sẽ cao lên rất là nhiều, hoặc là cái giá trị bản quyền truyền hình của câu lạc bộ đó tăng lên, hoặc là cái giá trị cổ phiếu câu lạc bộ đấy tăng lên, đơn giản là thế thôi. Do vậy thì ông có thể ước tính, nhưng mà con số đấy có thể là ông ước tính một cái tương đối thôi. Tương đối thôi. Em thấy là em nhớ là ngay sau khi có cái thông tin là Neymar đến Paris Saint-Germain là người ta đã thống kê là có 10.000 áo đấu đúng không? Đúng, như là được bán. 10.000 áo đấu đấy, mà có chữ Neymar đấy, được bán. Rõ ràng là đấy. Rõ ràng là đấy là việc anh ấy đến một phát là anh đã tạo ra những cái giá trị rất là tích cực đấy, cho câu lạc bộ rồi, ngay trong những ngày đầu tiên. Thực ra là tôi cũng muốn bổ sung thêm một cái thông tin nữa là áo đấu Paris Saint-Germain giờ là đắt nhất ở châu Âu. Đắt nhất ở châu Âu. Và thực ra là những cái bài toán đấy có lẽ là những nhà quản trị là người ta đã tính toán rất là kỹ rồi. Đúng rồi ạ. Các bạn ơi, vừa rồi thì chúng ta đã nói về những cái ảnh hưởng tích cực của việc của EPL, là của việc họ chi tiền nhiều tiền như thế nào. Tuy nhiên về những ảnh hưởng tiêu cực thì sao ạ? Nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào, hệ quả ra sao? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng xem đoạn băng sau đây của chúng tôi ạ. Vâng, một cái đoạn băng vừa rồi đã cho chúng ta thấy một cái góc nhìn nho nhỏ thôi về những cái ảnh hưởng có thể nói là tiêu cực của EPL này. Vậy một trong những cái điều mà Hồng Nhung lo ngại nhất đấy chính là việc mà EPL liên tục, các câu lạc bộ tại Anh họ liên tục chi tiền như vậy, cũng như là bản quyền truyền hình của EPL ngày một gia tăng, thì liệu có khi nào một ngày đó chúng ta ở Việt Nam, một đất nước đang phát triển như này, chưa phải là một đất nước thực sự giàu đúng không ạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy giải đấu này nữa không? Bởi vì là đắt quá, không mua được bản quyền đúng không ạ? Vậy thì anh Thế Anh và anh Quý Long, anh nghĩ là liệu ngày đó có còn xa không ạ? Tôi rất là sợ đấy. Tôi nghĩ ngày đấy thì nó cũng gần thôi, bởi vì là trong vòng 6 năm trở lại đây, khi chúng ta cứ mỗi lần mà một cái gói bản quyền truyền hình mới nó được thực hiện thì ngay lập tức là những cái câu chuyện xung quanh nó thực sự là đau đầu tất cả những người hâm mộ. Và rõ ràng là nếu không có được một cái sự tính toán, bởi vì sao, khi chúng ta bỏ tiền ra mua bản quyền truyền hình thì chúng ta cũng đã phải tính đến việc là chúng ta sẽ thu được gì từ nó, chúng ta sẽ làm những gì cùng xung quanh nó, và những cái chúng ta thu được thì nó có bù lại được tất cả những cái chi phí mình bỏ ra hay không. Trong khi những con số bây giờ nó tính lên đến hàng triệu đô đúng không ạ, dành cho những gói bản quyền truyền hình trong vòng 3 mùa giải. Thì nếu như mà với tốc độ như đây, chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chuyển nhượng năm ngoái đến năm nay thì tăng gấp rưỡi. Thế thì bây giờ đi kèm với nó là bản quyền truyền hình cũng tăng gấp đôi, gấp ba, thì ngày đó chắc chắn là nó không còn xa, nó không còn xa lắm đâu. Vừa rồi là ý kiến của anh Quý Long, nhưng mà ngay bây giờ thì Hồng Nhung vẫn muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại cái đoạn băng vừa rồi của chúng tôi ạ. Một đoạn băng nói về những hiệu ứng có thể nói là tiêu cực của EPL, việc họ chi tiêu tiền quá nhiều. 4 năm trở lại đây, cúp châu Âu thực sự là một thảm họa với người Anh, đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Mùa 2011-2012,
chức vô địch của Chelsea cũng không thể che giấu một thực tế là ba đồng hương còn lại của họ chơi quá tệ. Hai câu lạc bộ thành Manchester bị loại từ vòng bảng, còn Arsenal bị hất cẳng từ vòng 1/8. Mùa 2012-2013, không một đội bóng Anh nào mà nổi tới tứ kết giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Mùa giải 2013-2014 có khả quan hơn khi cả bốn đại diện của giải ngoại hạng đều vượt qua vòng bảng. Thậm chí Manchester United và Chelsea còn vào tới vòng tứ kết và bán kết. Có điều họ vẫn thúc thủ khá dễ dàng dưới tay của Bayern Munich và Atletico Madrid, những đội bóng ngang ngửa hoặc thậm chí có phần thua kém họ. Giải ngoại hạng Anh dù giàu có thật, điều đó đã thể hiện rõ ràng thông qua những kỷ lục chuyển nhượng mà chẳng quốc gia nào sánh bằng. Nhưng dù chi tiêu nhiều như vậy, các câu lạc bộ lớn lại không thể hấp dẫn những siêu sao hàng đầu tầm cỡ Neymar, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trong khi có quá nhiều ngôi sao lớn lần lượt rời giải đấu có giá trị thương quyền hàng đầu thế giới như Luis Suarez và Gareth Bale. Tại giải ngoại hạng hiện tại, chỉ có Eden Hazard và Aguero là những cái tên nổi bật hiếm hoi còn sót lại ở xứ sở sương mù. Nhưng chưa biết tới lúc nào họ sẽ hết kiên nhẫn và bởi cảnh thiếu ngôi sao mà Premier League mãi cứ lật đật tại UEFA Champions League. Các bạn thân mến, có thể thấy là việc các câu lạc bộ tại Anh chi tiêu quá nhiều thì sẽ dẫn đến những cái hệ quả tiêu cực. Thế nhưng một trong những hệ quả tiêu cực và liên quan đến lợi ích sát sườn của chúng ta, những người xem truyền hình, các khán giả, đó là việc bản quyền truyền hình của các giải ngoại hạng Anh đang tăng lên rất nhanh và rất cao, thì rất có thể là một ngày nào đó thì Hồng Nhung này, anh Quý Long, Thế Anh và tất cả rất là nhiều khán giả Việt Nam chúng ta sẽ không được xem giải ngoại hạng Anh nữa. Vậy thì anh Thế Anh, anh đánh giá như thế nào về câu chuyện này ạ? Vâng, thì chúng ta biết rằng cái truyền hình bóng đá thì nó cũng là một loại hàng hóa thôi, tức là khi giá tăng thì cái nhu cầu xem nó sẽ giảm bớt đi, do vậy cái người cung cấp cái bản quyền truyền hình bóng đá thì họ cũng phải cân nhắc cái điều đó. Và tức là chúng ta không cần phải quá lo sợ đúng không? Hay là cũng nên lo ngại, cũng lo ngại nhưng mà cũng lo ngại nhưng mà không phải lo ngại quá. Và cái dịch vụ này nó là cái loại hàng hóa xa xỉ, tức là nó không phải hàng hóa thiết yếu, chúng ta không xem nữa thì cũng không chết được, đúng không? Và do vậy thì cái nhu cầu nó sẽ giảm rất là mạnh nếu như cái giá tiếp tục tăng và đến một mức nào đấy, do vậy họ phải cân nhắc cái điều đấy. Và tôi nghĩ rằng cái truyền hình hiện nay họ nhắm vào cái mở rộng cái tệp khách hàng hơn là tăng giá. Bởi vì cái việc cái truyền hình bóng đá là khi mà ta cung cấp thêm cho một người xem thì hầu như là cái chi phí tăng thêm là gần như bằng không, tức là cái biến phí của việc cung cấp thêm dịch vụ là gần như bằng không. Thêm một hộ gia đình xem nữa thì cái chi phí của người cung cấp gần như là bằng không, tuy nhiên thì cái doanh thu họ lại tăng thêm do vậy thì họ thay vì tăng giá mãi thì họ sẽ mở rộng cái tệp khách hàng, và cái hình ảnh truyền thông của bóng đá nó sẽ mở rộng ra, nó mở rộng ra. Trước đây thì có khi là Việt Nam chỉ có vài trăm nghìn hộ gia đình xem thôi, nhưng mà dần mở rộng lên có thể lên tới hàng triệu, thì cái doanh thu từ việc mở rộng cái quy mô khách hàng ra thì họ sẽ bù đắp lại được cái phần. Và ngoài ra thì ngoài cái bản quyền truyền bóng đá thì họ còn có rất nhiều các cái nguồn thu khác, ví dụ như tài trợ áo đấu thì cũng là một nguồn thu rất là khủng khiếp, rồi bán quần áo cầu thủ hay bán các đồ thương mại đấy, hoặc là tiền vé vào sân, thì hoặc là ngoài ra cái truyền hình nó còn có một cái tác dụng nữa là nó quảng cáo cho doanh nghiệp. Và nếu mà chúng ta chỉ bó hẹp trong một phạm vi khách hàng nhỏ thì cái giá trị quảng cáo nó rất là thấp, nhưng mà nếu mà chúng ta giữ một mức giá vừa phải và nhiều người xem thì doanh nghiệp có thể quảng cáo cái sản phẩm của mình rộng ra, do vậy các câu lạc bộ họ phải tính đến cái điều đó. Như vậy là có thể nói rằng là ở dưới góc nhìn của các nhà kinh tế, chúng ta có thể có một góc nhìn rất khác, tức là người hâm mộ chúng ta đang nhìn theo hướng rằng là cái bản quyền truyền hình nó cứ tăng phi mã về giá và mình sẽ sợ cái mất bản quyền. Nhưng mà với góc nhìn của doanh nghiệp kinh tế thì phải nói rằng là bản quyền truyền hình của bóng đá Anh nó là một cái hàng hóa xa xỉ chứ không phải là hàng hóa thiết yếu, tức là nếu mà không xem nữa thì cũng không chết được. Chính vì vậy cho nên là họ sẽ phải có được những cái sự cân nhắc để tạo ra cái tính hợp lý nhất. Và cái thứ hai nữa mà tôi cũng rất đồng tình với anh Thế Anh ở cái quan điểm đó là cái khi mà anh có một cái đội bóng mà làm cái động tác gọi là quảng cáo cho doanh nghiệp thì đương nhiên rồi, khi mà cái đối tượng khách hàng nó càng đông thì cái sức mạnh của quảng cáo nó mới có được cái hiệu quả cao nhất, chứ còn nếu nó chỉ bó gọn ở trong một cái phạm vi nhỏ thôi thì chắc chắn nó sẽ không đạt được hiệu quả. Lúc đấy thì cũng không còn ai quảng cáo ở trên áo đấu hay như thế nào nữa, đúng không ạ? Nó thực sự là một cái bài toán rất là hay.
ngày hôm nay thì nghe anh thấy anh nói thì em cũng thấy vỡ ra nhiều điều đấy. Bởi vì lúc đầu thì khi mà làm chương trình này mình cũng chỉ nghĩ là đây là cái điều mình cảm thấy rất là lo lắng, đúng không? Tuy nhiên anh thấy anh chia sẻ xong thì các bạn khán giả ấy, các bạn có thể thấy là chúng ta cũng bớt lo đi được một chút, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điểm cũng đáng ngại tiếp theo đối với các câu lạc bộ tại Anh, đấy là kể từ năm 2013 cho đến nay, khi mà EPL có thể nói là bùng nổ, thì về cái việc là chuyển nhượng ạ, thì các câu lạc bộ Anh thì có vẻ như là lại thi đấu không tốt tại đấu trường châu Âu. Và người ta nói là bởi vì cái sự mua sắm của họ phải chăng là chưa có sự tính toán kỹ càng. Có rất là nhiều cầu thủ họ mua được mua với giá rất đắt nhưng mà lại không thể hiện được tốt. Và tôi thì tôi không phải chuyên gia kinh tế, nhưng mà có vẻ như nói theo kiểu dân thông thường ấy, thì là khi mà mình ít tiền thì mình sẽ chi tiêu một cách rất là có tính toán này. Tôi phải mua cái này bao nhiêu tiền, mua cái bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi tôi nhiều tiền quá thì tôi sẽ tiêu tiền một cách thoải mái hơn. Thì liệu điều đó có đúng không ạ? Phải chăng là các câu lạc bộ tại Anh họ đang vung tiền quá đáng? Vâng, cái khía cạnh đấy tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà tôi bổ sung thêm một cái khía cạnh nữa, đó là khi các câu lạc bộ có nhiều tiền thì có vẻ như hiện nay họ thiếu kiên nhẫn với cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Do vậy thì trước đây chúng ta thấy rằng các câu lạc bộ thành công thì họ có những cái cầu thủ và huấn luyện viên làm việc với nhau, thi đấu với nhau trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng mà bây giờ thì họ có lẽ là họ thiếu kiên nhẫn hơn. Nếu mà một cầu thủ được mua về mà không thành công trong mùa giải đầu tiên, một huấn luyện viên được mua về trong một, được tuyển về trong mùa giải đầu tiên mà không thành công, họ có thể sa thải ngay. Và cái việc thiếu kiên nhẫn có lẽ cũng bắt nguồn từ việc họ là có quá nhiều tiền, tức là họ có thể là bán đi và thu một cầu thủ khác. Ôi giời, như này. Vâng. Và do vậy là khiến cho cái thành công của họ nó có thể thấp đi. Bạn Lê Thanh Tùng Anh ấy thì có nói là đa phần có cầu thủ ở giá trị lớn ở giải bóng đá ngoại Anh đều chơi không thành công. Ví dụ như Fernando Torres, Angel Di Maria. Anh Quý Long, anh có thể bình luận một chút được không ạ? Thực ra thì tôi đã nói điều này từ trước về cái trường hợp của Paul Pogba rồi. Họ đều là những cầu thủ có khả năng, nhưng mà để có thể thành công ở giải bóng đá ngoại Anh thì sự thích ứng với cái tính chất của giải đấu này nó là điều cực kỳ quan trọng. Angel Di Maria chơi ở La Liga rất hay, nhưng thực ra là nếu mà xét về mặt nền tảng thể lực, anh ta không thành công bởi vì anh ta không thể chạy qua cùng một cái quãng thời gian dài của EPL, không có thời gian nghỉ đông, và sau đấy là cái tính chất cạnh tranh khốc liệt nữa. Các hậu vệ ở ngoại Anh thì nó chơi khác La Liga, tức là anh không thể múa được, đúng không ạ? Tức là ở đây cái câu chuyện về giá trị chuyển nhượng ảnh hưởng đến sự thành công nó chỉ là một trong những cái khía cạnh có thể tạo ra áp lực cho họ thôi, nhưng còn về khía cạnh chuyên môn thì còn rất nhiều vấn đề khiến cho họ không thành công. Khi một cầu thủ chỉ có thể thấy là Falcao chơi rất hay ở Atletico, ở Monaco, nhưng mà khi mà chuyển sang giải ngoại Anh thì anh ta hầu như là mất hút, mặc dù đã được kỳ vọng rất là nhiều. Như vậy ở đây, nếu trong phạm vi chương trình này chúng ta nói về việc là giá trị chuyển nhượng ảnh hưởng tới thành công của cầu thủ, đương nhiên khi chị được đầu tư lớn thì đương nhiên chị phải là đối mặt với áp lực. Đó là một trong những vấn đề có thể khiến cho chị không thành công, nhưng nó không phải là tất cả. Không phải là vâng, tất cả. Đúng rồi ạ. Ở đây thì tôi muốn trao đổi với anh Thế Anh một điều nữa, tức là chúng ta sẽ có sự so sánh. Bởi vì hiện nay là bóng đá kim tiền, đúng không ạ? Đúng. Chúng ta có bản hợp đồng như là của Pogba 89 triệu bảng, Lukaku 79 triệu bảng. Nhưng mà tôi nhớ rằng là như anh Thế Anh với tôi từng xem đá bóng rồi nói với nhau là cách đây chỉ có 15 năm thôi. 15 năm thôi. Thì giá trị chuyển nhượng kỷ lục nó chỉ khoảng tầm 18,1 triệu bảng giống như Diop chẳng hạn. Vậy tại sao có một cái sự chênh lệch như thế ạ? Người ta vẫn thường nói đến cái yếu tố gọi là trượt giá đấy ạ. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa hiểu được rằng là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào dẫn tới những con số như ngày nay. Tức là trước đây ví dụ như một cầu thủ rất là nổi tiếng ví dụ Juan Veron đấy, thì giá chuyển nhượng sang Manchester United thì chỉ có là khoảng 16 triệu. Thế thì cầu thủ đấy mà nếu mà định giá theo cái giá hiện tại thì nó chỉ rơi vào khoảng 30 triệu bảng là cùng thôi. Tức là cái mức lạm phát của cái mức giá cả của nước Anh từ cách đây 15 năm cho tới nay thì nó chỉ khoảng tăng chưa tới gấp đôi. Tức là cái giá trị của cầu thủ Juan Veron năm 2002 cho tới bây giờ thì nó tương đương khoảng 30 triệu bảng thôi. Thế nhưng mà nếu mà đem Juan Veron mà bây giờ mà đem bán trên thị trường mấy trăm bây giờ triệu à? Thì chắc là nó cũng phải tầm 100 triệu hoặc là 100 triệu. Bởi vì rõ ràng luôn, chúng em vừa nói chuyện đúng không? Nếu mà Ryan Giggs mà đưa về thời nay mà bán thì chắc phải 3 tỷ. Đúng. 3 tỷ bảng. Rõ ràng đúng không? Do vậy là cái trượt giá của cầu thủ nó nhanh hơn rất nhiều so với cái mức giá chung của nền kinh tế.
Tức là về mức lạm phát của Anh thì nó khiến cho là bây giờ là giá trị nó chỉ có thể tăng gấp đôi nếu mà đặt Juan Verón. Cùng lắm tăng gấp đôi, gấp rưỡi hoặc gấp đôi thôi. Trong khi đó mà đến bây giờ mà nếu mà đặt anh ta vào đây với giá trị chuyển nhượng, tức là cái lạm phát của bóng đá nhượng đấy, của chuyển nhượng, đúng rồi ạ. Tức là nó tăng gấp nhiều lần so với nền kinh tế. Chúng ta chưa kịp tính ra được đúng không? Bởi vì nó nhiều lần quá. Bạn Lê Thanh Tùng Anh thì có một cái comment như này ạ. Tiền làm nên sức mạnh để xây dựng một đội hình đủ chiều sâu. Điểm chiếm khiến các đội bóng Anh đá cúp C1 điểm khiến các đội bóng Anh đá cúp C1 không thành công là vì mật độ thi đấu dày đặc trong suốt mùa và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đặc biệt bóng đá Anh không có nghỉ đông như các giải đấu khác. Tất nhiên rồi, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về cái kỳ nghỉ mùa đông của giải đá Ngoại hạng Anh là cái điều người ta nói năm này qua năm khác rồi. Ngoại hạng Anh là cái vấn đề là tại sao mà Ngoại hạng Anh thu được nhiều tiền, bởi vì Ngoại hạng Anh sẽ đá vào những cái lúc mà chẳng có ai đá cả. Đúng rồi. Dẫn tới việc là gì ạ? Cầu thủ nó cũng giống như là đây là ngành công nghiệp giải trí mà. Khi mà người ta được nghỉ Noel năm mới đúng không ạ? Thì các cầu thủ vẫn phục vụ và chính vì vậy nó tạo ra cái giá trị kim tiền của bóng đá Ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh rõ ràng là giải đấu giàu nhất thế giới thôi. Giàu nhất thế giới, những gì mà họ tạo ra là để phục vụ người hâm mộ. Nó giống như là doanh nghiệp làm dịch vụ ấy, là khách hàng là trên hết. Và chính vì thế cho nên là nó là ảnh hưởng đến khía cạnh chuyên môn. Bởi khi cầu thủ cũng chỉ là con người, không phải là những cái máy. Tại sao mà các cầu thủ ở giải đá Ngoại hạng Anh lại thường xuyên gặp phải chấn thương nặng vào cái quãng thời gian đó? Bởi vì lịch thi đấu quá dày đặc. Chỉ có thể thấy là từ thứ hai cho đến chủ nhật thì họ phải đá tận 3 trận cơ. Tức là trung bình cứ 2 ngày một trận. Đây nói một cách so sánh như thế này, chúng ta nhìn thấy đội U22 hôm vừa rồi đã SEA Games đấy, cứ 2 ngày một trận như thế và cuối cùng không còn sức để mà chơi nữa. Ngoại hạng Anh là những cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ khỏe, có thể nói là như vậy, nhưng họ cũng không có thể nào mà đáp ứng được với cái cường độ như thế. Cái số lượng trận đấu của họ cũng nhiều hơn các giải khác, bởi vì họ có thêm cái League Cup. League Cup, đúng rồi, tức là số lượng giải đấu của các cầu thủ giải Ngoại hạng Anh cũng là nhiều hơn nữa. Bạn Hoàng Nguyễn thì có đưa ra một comment nói về lý do mà các câu lạc bộ tại Anh phải chi tiêu nhiều. Đó là mỗi một mùa giải thì các đội đều phải làm mới mình với các cầu thủ mới. Do đó họ đều cố gắng mua cầu thủ ít nhất là có tiềm năng về dù giá khá cao. Chưa kể ràng buộc phá vỡ hợp đồng khiến họ phải chi tiền nhiều. Đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc điều khoản phá vỡ hợp đồng nó là một trong những vấn đề mà người ta có thể giải quyết được linh hoạt. Có rất nhiều những trường hợp những cầu thủ vẫn được chuyển nhượng khi mà hai câu lạc bộ nó có được cái sự đồng thuận với nhau và không cần phải chi ra cái số tiền gọi là đền bù hợp đồng. Như ở Ngoại hạng Anh ấy, thì tôi thấy là này này, tức là anh Thanh có thấy là khi anh ở Anh anh thấy là cái truyền thông Anh ấy, nó khiến cho là những cái giá trị của cầu thủ nhiều khi nó là giá trị ảo hay không? Tức là so sánh giữa hai nền bóng đá, một tài năng trẻ ở nước Pháp và một tài năng trẻ ở nước Anh, thì tài năng trẻ ở nước Anh thì giá phải gấp mấy lần. cái truyền thông Anh một mặt nó làm tạo ra cái giá trị ảo cho cầu thủ, một mặt khác nó gây sức ép rất lớn đối với cầu thủ. Do vậy cái cầu thủ nào mà thành công ở nước Anh tôi nghĩ là rất là khó hơn là các nước khác, cầu thủ trẻ. Theo dõi của tôi thì tôi thấy rằng là các cái câu lạc bộ Anh ấy, thì là họ thông thường là họ khó có thể thu hút được những ngôi sao sáng nhất. Đúng. Vì vào thời điểm này ấy, thì là thời điểm này những ngôi sao sáng nhất thì nó phải ở La Liga. Cơ. Đúng rồi ạ. Đấy, cho nên là thường là người ta mua nội bộ với nhau hoặc là những cầu thủ không tên tuổi. Và ở đây có một vấn đề là ở trong cái quy định của Ngoại hạng Anh nó có cái home ground anh. Tức là những cái cầu thủ mà phải được đào tạo và được đào tạo trẻ ở nước Anh là quy định bắt buộc với giải đấu. Chính vì thế cho nên là cái giá cầu thủ trẻ và cái số lượng cầu thủ trẻ xuất sắc nó không có nhiều. Tức là cái gì là gọi là cầu thì nhiều nhưng mà cung thì nó hạn chế, dẫn tới việc nó cũng ảnh hưởng đến giá. Một trong những cái điểm hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh đó là cái vấn đề tài chính. Tức là cầu thủ thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì thu được rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà ngược lại thì nó có những cái áp lực rất là khủng khiếp đối với cầu thủ. Ví dụ như về cái mật độ thi đấu, về cái cách thi đấu của giải Ngoại hạng Anh đòi hỏi thể lực rất là lớn. Do vậy thì nó hạn chế đối với cầu thủ Nam Mỹ. Một cái nữa theo tôi không ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức hút của giải Ngoại hạng Anh đối với cầu thủ bóng đá ấy, đó là cái thời tiết và cái văn hóa thức ăn ẩm thực ở nước Anh thì nó rất là khắc nghiệt, đặc biệt là thời tiết. Do vậy thì những cái cầu thủ mà đến từ khu vực Nam Mỹ chẳng hạn thì họ rất là ngại đến nước Anh, bởi vì suốt ngày nó lạnh, nó mưa, nó sương mù. Đúng. Do mưa vậy rất mù là đã quá khắc nghiệt rồi đúng không? Do vậy nó chọn họ chọn những cái thành phố như Barcelona hay là Madrid hay là Paris, những cái nơi mà họ có cái bên điều cạnh bóng đá thì có điện vui chơi giải trí nó thoải mái hơn. Do vậy thì để mà thu hút được cầu thủ giỏi đến Ngoại hạng Anh họ phải trả rất nhiều tiền. Nhưng mà có một cái điều như này, chúng ta vừa nói là Ngoại hạng Anh là một cái giải đấu rất là đắt tiền, nhưng
thiên hạ vẫn mua mà ai cũng muốn xem đàng hoàng Anh. Vậy thì xét trên góc độ kinh tế thì anh đánh giá như thế nào, cái giá trị sử dụng của nó ra sao ạ? Tôi nghĩ rằng đối với người sử dụng, đối với chúng ta thì cứ giải đấu nào mang lại nhiều cái sự thích thú, nhiều niềm vui là chúng ta xem. Và rõ ràng cái tính chất entertaining của cái giải ngoại hạng Anh nó hơn hẳn những cái giải khác. Do vậy người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền để xem. Anh nói đến cái yếu tố giải trí entertaining ấy, thì có thể thấy là rõ ràng giải ngoại hạng Anh là cái giải đấu mà mang đến chúng ta cái sự kịch tính hồi hộp hơn, đúng không anh? Đúng anh Quý Long? Anh Quý Long là người bình luận. Rõ ràng nếu mà ở các giải như La Liga hay Bundesliga, khi mà những đội như là Barcelona, Real Madrid mà gặp những đội bóng nhỏ hơn thì chúng ta thường có cái tâm lý thoải mái là chắc chắn là đội này sẽ thắng rồi. Nhưng mà rõ ràng ở ngoại hạng Anh chúng ta có rất nhiều các đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch và trận đấu nào cũng rất hấp dẫn, đúng không ạ? Thực ra là thế này, nếu mà mình nói là ở Ligue 1 hay là La Liga thì những cái đội bóng gọi là Gen Killer ấy, tức là người ta vẫn nói những đội bóng nhỏ mà, nhưng mà nó có cái sự kỹ dơ như đội bóng lớn có thể quật ngã bất cứ lúc nào ấy, thì số lượng ở những cái giải đấy tôi tính thì chắc ở khoảng tầm chưa đến năm đầu ngón tay. Nhưng mà ở giải bóng đá ngoại hạng Anh ấy, chúng ta thấy chứng kiến những trận nó có cái sự bất ngờ, tức là đội bất ngờ cuối bảng cũng thậm chí Leicester còn vô địch cơ mà. Ngay đấy, Leicester cũng có thể vô địch, tức là những cái câu chuyện có thể Leicester là một câu chuyện cổ tích, nhưng những câu chuyện tạo nên bất ngờ và tạo ra sự thích thú. Tức là rõ ràng là nếu mà chị xem Bundesliga thì Bayern thắng suốt thì cuối cùng người ta, kể cả là fan của Bayern, người ta cũng không duy trì được cái sự thích thú đấy nữa. Nhưng ở ngoại hạng Anh nó hoàn toàn khác. Và cái kịch tính nó diễn ra ở mọi vòng đấu. Đúng ạ. Thế có nghĩa là kể cả nó đắt thì người xem người ta vẫn hoàn toàn thoải mái và cố gắng là bỏ tiền ra để mua được bản quyền của cái giải đấu đấy, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì lúc nãy tôi có đọc được một cái comment, nó không nhớ rõ là của bạn nào, nhưng mà bạn có nhắc đến luật công bằng tài chính. Rõ ràng là các câu lạc bộ tại Anh đã chi ra quá nhiều tiền, vậy thì luật công bằng tài chính của UEFA ở đâu trong thời điểm này? Cái luật công bằng tài chính thì nó rất là phức tạp, nhưng mục đích của nó thì chủ yếu là để khống chế các câu lạc bộ không được chi tiêu quá nhiều so với số tiền họ thu được. Đấy thì và cái mức khống chế hiện nay là 30 triệu bảng. Và cái mức đấy thì nó khống chế trong vòng 3 năm cơ. Tức là anh có thể được cái lỗ lũy kế của anh trong 2-3 năm anh được lỗ lũy kế như thế. Thế nhưng mà câu lạc bộ Anh họ chi nhiều nhưng mà họ thu cũng rất là nhiều. Họ thu rất là nhiều. Và họ hầu hết là họ đáp ứng được cái luật công bằng tài chính đó. Vâng. Thế còn ví dụ như là thương vụ của Neymar vừa rồi thì sao anh Quý Long? Neymar tôi nghĩ rằng đấy là trường hợp lách luật, chứ còn không thể nào nói đúng ạ. Anh Thanh có theo dõi không ạ? Tôi có theo dõi thương vụ Neymar thì là một cái trường hợp mà lách luật, tức là ngay cả bản thân chỉ cũng vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Một mình Neymar thôi thì đã là phá vỡ rồi. Thế nhưng mà tức là họ không, tức là cái mức khống chế là ví dụ Paris Saint-Germain vừa rồi chỉ lãi có chưa đến 10 triệu bảng, chưa đến 10 triệu bảng năm vừa rồi. Nhưng mà họ chi Neymar tới 200 triệu bảng, tức vậy họ lỗ 190 bảng. Nhưng mà cái mức khống chế 30 triệu bảng lỗ đấy là không được trong vòng 2-3 năm. Đấy, trong vòng 3 năm sau vậy, năm sau nữa là họ phải tìm cái nguồn thu nào đấy để cân bằng lại cái nguồn chi được trả Neymar. Thế còn trường hợp Mbappe cũng là cái trường hợp mà họ lách luật. Tức là ký hợp đồng mượn và năm sau đấy mua. Rồi. Tôi thấy rằng là nếu như bây giờ đặt ra vấn đề là câu chuyện, tôi vẫn thấy là người ta nói rằng Paris Saint-Germain là ký hợp đồng, tức là cái ông chủ của ta ấy ạ, tức là ký với cả Neymar là hợp đồng là tài trợ về hình ảnh để anh ta là đại diện cho World Cup 2022, đúng không ạ? Và Neymar thì cầm cái tiền đấy để đền bù hợp đồng cho Barca. Như vậy là có thể nói rằng là Paris Saint-Germain lách luật bằng cách là vẫn phải bỏ tiền, nhưng không phải là bỏ tiền chuyển nhượng, mà để cho Neymar là gì ạ? tự phá vỡ hợp đồng rồi sau đấy ký như một cầu thủ tự do. Họ có nhiều cách lách luật trong trường hợp này. Có một trường hợp khác và các báo chí của thế giới họ cũng đưa tin, đó là cái việc trả lương cho Neymar rất là cao. Nếu mà trả như thế thì lỗ rất là nhiều, nhưng mà bằng cách là cái quỹ kia trả lương trực tiếp cho Neymar, thế còn Paris Saint-Germain chỉ trả một phần thôi. Thế còn một phần còn lại là đẩy lương sang cái quỹ kia, trả theo hình thức là tài trợ hình ảnh tức là nó để tránh cái việc là vi phạm cái luật công bằng đúng đó rồi. Đúng nó rồi. Họ có nhiều cách tóm lại là những đội bóng lớn thì họ cũng có những chuyên gia kinh tế. Họ những cái đầu, và mình chúng ta hay nói đầu có sạn đấy, họ đã có tính toán sẵn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là bây giờ những cái thương vụ như kiểu Neymar này, Mbappe này, việc là các câu lạc bộ chi tiêu quá nhiều đang tạo ra những hiệu ứng rất là tiêu cực, đặc biệt là biết đâu đấy nó sẽ phá vỡ những mọi rào cản về kinh tế, đúng không ạ? Nếu mà xét trên góc độ kinh tế thì anh thấy anh nghĩ như nào ạ? Tôi nghĩ rằng
hiện nay thì những ông chủ đứng sau câu lạc bộ thì nó không chỉ thuần túy là cái câu lạc bộ và các cái cổ đông nhỏ nữa, mà bây giờ nó xuất hiện là những cái trường hợp như Paris Saint-Germain, đó là cả một quỹ đầu tư, cái quỹ đầu tư thể thao của Qatar, và đứng sau cái quỹ đầu tư Qatar đấy là chính phủ Qatar, là cái chính phủ mà có rất nhiều tiền nhờ việc khai thác dầu. Do vậy thì cái sức mạnh tài chính nó khủng khiếp và nó khiến cho những câu lạc bộ khác rất khó cạnh tranh. Vậy nó ảnh hưởng đến đời sống xã hội không anh? Tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng cạnh tranh của những câu lạc bộ nhỏ. Những câu lạc bộ nhỏ sẽ khó mà cạnh tranh được với những cái câu lạc bộ mà đứng sau đó là những cái tập đoàn tài chính, những cái ông chủ mà rất là nhiều tiền. Tức là cái hố sâu phân cách giữa giàu nghèo, đúng không ạ? Thì nó giàu nghèo nó càng đào ra. Và có lẽ là trong những năm tới cạnh tranh được thành tích ở đấu trường châu Âu chỉ là một nhóm những câu lạc bộ mà có tiềm lực tài chính lớn. Vừa rồi anh Thế Anh có nói là cái việc này ảnh hưởng đến các câu lạc bộ tại Anh. Vậy thì em đang muốn nói đến cái góc độ về đời sống xã hội. Liệu là khi mà các câu lạc bộ tại Anh chi tiêu nhiều tiền vậy, giá vé cũng tăng lên, sẽ ảnh hưởng một chút đến cái văn hóa đi xem bóng đá của mọi người dân chứ, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì tất nhiên là các câu lạc bộ họ sẽ tìm cách, các ông chủ thì đầu tư vào thì họ sẽ tìm cách nào đấy để tạo ra nguồn tiền để mà bù đắp lại, chứ không phải là nhiều tiền đến mức mà chỉ có vung tiền ra để mà chơi, để mà giải trí. Do vậy thì những cái nguồn chi phí mà họ có thể đẩy vào đó là cái giá vé, rồi giá bán quần áo cầu thủ, rồi bản quyền truyền hình hay là các hợp đồng quảng cáo, thì tất cả những cái đó, những cái chi phí đó họ sẽ đẩy dần vào. Anh Quý Long thì cũng đã từng đến châu Âu rồi, anh có thể chia sẻ một vài những cái trải nghiệm của mình khi xem bóng đá tại châu Âu không ạ? Xem bóng đá thì tôi vào tôi xem không khí là chính, còn nhưng mà để xem bóng đá thì sao? Giá vé thì thực sự là khủng khiếp. Tôi ở cái phần trước khi chúng ta vào chương trình, ta còn nói tức là để mua một chiếc vé, đặc biệt là ở những câu lạc bộ lớn, ở những giải vô địch quốc gia ấy, thực sự rất là khó, bởi vì là các fan trung thành người ta mua vé cả mùa rồi, nhưng mà chúng ta thường là mua vé của đội khách. Tôi còn nhớ vào năm 2013, tức là năm đầu tiên khi mà tôi được tham dự một trận đấu tại UEFA Champions League của Bayern Munich ấy, thì tôi phải đứng đợi 6 tiếng đồng hồ, tức là đợi đến khi mà nó chuẩn bị đá rồi thì có một cổ động viên đội khách là người ta có thể để lại mình chiếc vé. Bởi vì thực ra là nó không giống như ở Việt Nam, tức là bạn ra ngoài bạn mua phe vé nó đơn giản đâu. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái việc mà phe vé mà nếu mà người ta phát hiện ra là bạn bị phạt rất nặng. Chính vì vậy cho nên là ở đây có hai, tôi có hai dạng, tức là một là thực ra là nhìn nhau cái là hiểu, nhưng mà cũng phải tính, tức là tôi nghĩ rằng là sức hút của các đội bóng thì rất lớn, giá vé thì nó cũng tăng rất là theo cái tốc độ mà người chóng hâm mộ chóng mặt. Nhưng tôi nghĩ với những đội bóng lớn thì người hâm mộ người ta vẫn mua cái số lượng vé cả mùa nó đạt đến cái con số là kỳ vọng rất lớn, ví dụ như là tại Old Trafford chẳng hạn. Như anh Thanh thì biết là ở Old Trafford đấy, anh Thanh vừa nói rằng là ở Old Trafford thì như là đi xem ngoại anh rất khó, vì là người ta mua hết rồi. Đấy, chỉ có là khi mà đá giải châu Âu hay đá những giải cúp nhỏ ấy, thì người ta mua của những cái đội bóng nhỏ. Thì cái đấy là cái mà tôi cảm thấy. Ví dụ nhá, một chiếc vé cách đây 4 năm khi tôi vào sân của Allianz Arena thì nó có cái mức giá là 112 euro, được in ở trên mệnh giá. Và ngày hôm đấy thì tôi mua với giá 80, bởi vì lúc ấy nó đá được 15 phút rồi. Đấy, tức là mình thì mình phải cân đong đo đếm như thế. Vâng. Còn ở nước Anh thì sao? Ở nước Anh thì trước đây thì khi mà tôi sống ở Anh thì tôi cũng đầu tiên là tôi cũng vào trang web bán vé của câu lạc bộ để mua, nhưng mà thực sự là mình không mua được. Thế sau đấy cũng may là tôi có một cậu bạn thì cũng người Anh, cậu bạn mách cho tôi là bây giờ mày ra mày đứng ở trước cửa sân vận động thì sẽ có người bán. Thế thì tôi ra tôi đứng một lúc thì đúng là có người khán giả này họ hỏi tôi họ có cần vé vào xem không. Thì tức là họ có vé của cả gia đình, nhưng mà trong cái ngày hôm đấy thì một thành viên trong gia đình họ không đi được, bận gì đó không đi được, thì họ rủ tôi vào và chỉ cần đưa cho họ 20 bảng 30 bảng thôi, thì là rất là hợp lý đối với một sinh viên. Tức là cái giá, tức là họ chỉ lấy bằng cái giá vé mệnh giá, vâng, giá vé in trên thôi. Còn giải châu Âu thì dễ hơn, và các cổ động viên đội khách thì họ không, thường là không đi đủ, thì mua thời đấy. Ví dụ cái trận đầu tiên mà tôi xem giải châu Âu đó là cái trận Real Madrid gặp MU tại sân vận động Old Trafford chẳng hạn. Thì cái trận đấy thì cái giá vé là 50 bảng, tức là họ đòi 100 nhưng mà tôi không trả.
Mình tức là mình biết trả giá đúng không? Đúng rồi, thì mình chỉ trả 50 thôi, thì đến khi mà trận đấu bắt đầu thì họ sẵn sàng họ bán. Vâng ạ, các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe những trải nghiệm, những kỷ niệm rất là thú vị từ bình luận viên Quý Long cũng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Phạm Thế Anh. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì cũng đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, trước khi kết thúc chương trình thì tôi cũng xin được công bố người chiến thắng trong câu hỏi tương tác của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là bạn Nguyễn Tài Linh. Bạn đã đưa ra câu trả lời là Manchester City chi ra 215 triệu bảng, Chelsea là 192 triệu bảng và đứng thứ 3 là Manchester United là 146 triệu bảng. Bạn Tài Linh thì cũng là một người mà thường xuyên theo dõi các chương trình của On Sport và tôi cảm thấy rất là vui khi ngày hôm nay bạn đã là người nhận phần thưởng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong phần cuối của chương trình thì tôi cũng xin nói một câu thế này thôi ạ. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn thường nói là không cần phải dạy nhà giàu cách tiêu tiền đúng không ạ? Do đó thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về những cái cách tiêu tiền của họ này cũng như là cái mặt lợi và hại, tất cả chỉ là những cái quan điểm cá nhân mà chúng ta cùng phân tích ngày hôm nay mà thôi. Xét trên góc độ của một khán giả, rất hy vọng là Hồng Nhung này, anh Quý Long cũng như anh Thế Anh và rất nhiều các bạn khán giả tại Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi giải Ngoại hạng Anh trong một thời gian dài nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.